Rồi bây giờ mình đi tiếp nha. Đi tiếp nè. Sau khi đi nghỉ giải lao, đi toilet này kia rồi uống miếng nước rồi xong mình đi tiếp. Rồi đi. Los. Hai. Hiện lái xe. In 5,5 km an der Abfahrt 15 rechts abfahren zur B10. B10 là thấy yêu rồi. Nghe từ B10 là thấy thân thương. Ngày xưa mình hay đi đường này lắm. Rồi nho ở đây tốt, mình ngày nho tốt ở vùng mình. Tốt thiệt đó, nó ở đây do khí hậu vùng này này. Ôi mình ta nói suốt gạn đấy. Đó, suốt gạn là cứ kỷ niệm đi, cái đường đấy dốc lắm. Có lẽ là tuyến đường dốc nhất của Autobahn đi. Như đánh võng là ta đã yếu đây, đi run lắm. Nho ở đây tốt ở vùng mình rất nhiều. Có lẽ đất đây nó phù hợp với nho hơn. Nhưng mà nếu mà nói về rượu nho của mình ngon hơn. Thì chỗ đây là vùng núi, nó có núi đá. Tất cả những sản phẩm nào mà có được trồng cạnh những cái chỗ có nhiều khoáng chất thì nó tốt hơn là cái vùng đồng bằng. Mặc dù đồng bằng cái hình thức là nó tốt hơn ấy, hình thức cây ấy. Giống mình ăn gạo, những vùng như Nepal này, Himalaya nó tốt hơn là những vùng đồng bằng. Ăn gạo những vùng đồng bằng thì nó ngon hơn. An der Abfahrt 15 rechts abfahren zur B10. Đi cái B10 chỗ cường 10 á, đường nào cũng đi về đường này. Đấy, đi kinh thật. Nhớ mãi. Con đường huyền thoại của mình ngày xưa mà còn ở dưới đan này này. In einem Kilometer links halten in Richtung Pirmasens. Đây là Anweiler, thấy không? Còn chỗ mình là Achweiler. Tí khác, tí xíu giống giống nhau. Cái địa danh á. Lin Blai và Lin. Đúng rồi bà. Bài Lin. Bài Richtung Pirmasens. Đấy, số 10 á. Yeah. Same. Anh về là xưa kiểu hoa mẫn. Cho người ta đi bộ cho cầu này có ta lại có đường vòng trên xong để trụ lên hay à, cái này kiểu này hay này, nó trụ nó ở hai bên này này quan trọng lắm. Có cái gì nhỉ, có cái dòng dọc chạy kia phải không? Không, cái chỗ đó đường dây điện cao thế chạy trên đó xuống. Cái dùng Pirmasens này là dùng ở trên đồi mà dùng trên cao. Xe hả? Chán hết sao vậy? Giờ đông xe ghê. Ngày xưa đường này chạy bon bon, bây giờ cũng đông xe phết luôn. Ngày xưa nói ngày xưa cách đây hơn 30 năm rồi. Chắc tại dân số đông. Ừ, dân số đông rồi người ngoại quốc tới nữa, tới đầy hết trơn. Nếu
mình đi đây là đi qua mấy cái hầm trên đường B10 nè, đi về Pimasen á, cái hầm đi dưới đồi á, là cái hầm trống nửa vời á, nửa đồi nửa bình thường ấy, một bên là núi một bên là đường thường, núi thường ấy, nó ok. Con đường này đi cũng quen thuộc lắm à. Giờ đường này đông xe quá nha. Hầm đây ngắn, có cái dài có cái ngắn, thì cái máy nó khói trời nó hút nó khói xe ra, xe chạy mượt mướt. Thấy không, cái này đồi núi không, chạy thấy không nước ấy. Đó, chui qua cái đồi này nè, đó thấy không, xuyên qua cái đồi này. Xưa mình đi đâu có đông vậy đâu không? À. Thế ngày hay là ngày thứ bảy đó vậy? Không phải. Xưa cũng đi chơi ngày thứ bảy, mình đi thường ngày thứ bảy chủ nhật. Bây giờ người nó đông lên. Đông hơn người ta. Hai cái không, cái hầm này hầm thứ hai nè. Còn hai cái hầm nữa. Là ba cái, còn nữa thì là ba cái, còn hai cái nữa, bốn cái. Yeah. Ừ. Anh quên rồi hả? Nhớ đâu mà nhớ, con cầm lái mà nhớ. Bắt bẹt xa bần, trời quen làm sao chứ này. Đấy, quẹo trái, bắt bẹt xa bần. Đường cong cong quẹo quẹo, đi vòng vòng thấy mấy núi nè. Ở đây cái núi là núi Fensavan, thấy không? À. Cái rừng Natua Fensavan ở đây nè. Từ đây chạy dọc tuốt lên trên chứ dài lắm. Anh vay là ông nó dọc vòng vòng mấy cái vùng lên tới Kaiserslautern. Lại nữa lại hầm nữa. Ông trời cho con để con. Vô cái hầm này là ba cái thấy không? Con không còn ngủ nữa, con ngắm con đường ngày xưa con đi. Bây giờ thấy con ngủ rồi. Rừng thì về ở cái vùng này là rừng không à, thấy không? Thì đã bảo là muốn đi chơi chỉ có dạo rừng chứ đâu có phố. Rừng núi không? Phố bé tí à? Phố tùy theo phố, tùy theo thành phố thì sao vậy được? Muốn đi chơi thành phố lớn thì phải đi hơi xa.
wireless đó. Nó có ấy này rồi. Camera iOS 5 đây. Đường hầm. Có tên đó, trên đó 305m. Đó, cái này cái thứ tư cái không? Ngắn, cái này ngắn nhất rồi. Cái nãy cái thứ ba là cái nó dài dài. Này 305. Cần cây số thôi chứ không được hơn cây số đâu. Ba cái hầm, bốn cái hầm nó xây giống nhau. Hầm đầu tiên nó được hở, được kín. Cái thứ hai cũng hở, cái thứ ba hình như cũng hở một đoạn. Rồi đó, hết hầm rồi đó. Cây thông nó mọc sợ luôn. Cả nước đất vậy thôi. Hôm nay vùng này mưa nhiều á, cây cối xanh um. Nói mưa nhiều, xanh um là nhớ hàn bầu. Thấy không, thấy cây bên đường này xanh um. Năm nay tự dưng anh lại trồng chai đã bao nhiêu chứ hả? Anh lại trồng tràn đã bao nhiêu chỗ? Đậu hả? Không, cái cây, các loại bí ấy. Bí, ừ, cây mình gieo được á, mình trồng đại. Nhưng mà lúc đầu nó đâu có tốt đâu, còn lạnh, đêm còn lạnh, không tốt. Nhưng mà không biết có ăn hay không. Thấy ra mấy trái rồi đó mà không biết. Em Tuấn nó lại chạy ăn, nhưng em Tuấn được ăn đào. Thấy không, nhìn Đức Đức, rừng quá trời rừng luôn, thấy không? Nhìn cả xung quanh là rừng không à. Rừng đa số là gỗ thông à, gỗ thông nó có nhiều loại lắm. Đức Đức thì đi khắp Đức Đức từ Bắc chí Nam là chỗ nào cũng rừng ở trên trời. Da hai đứa mình dễ bắt nắng, anh biết không? Từ mình ăn những cái gạo mà nó có màu đấy, tóc nó da đã nâu rồi, ra thế lại dễ bắt nắng đấy. Đấy, cái tay nó nâu lắm. Sau đại dịch nước Đức kinh tế đi xuống. Đúng rồi. Đa số nước nào cũng vậy thôi. Đi xuống mình thấy mà thấy rõ luôn. Nhận thức ra ngay, dân người ta nhận thức ra ngay. Vấn đề ngay. Tại vì vấn đề năng lượng nó đắt lên, cái gì cũng đắt theo hết trơn trời. Cơ quan công vụ người ta phục vụ ít người hơn, thời gian không có người nữa. Người không có, đào tạo không kịp. Người ta cảm nhận được cái điều đấy. Nước Đức mà thông minh mà làm gì không cảm nhận được. Sa bàn này, lúc này How is time này ừ. Còn nhớ đường rẽ Anh Đa. Có, tôi nhớ tới Hinterweidenthal, xong rồi quẹo trái đi về Đan. Nhưng mà đây nó chỉ cho hướng khác. Đó, cái việc đi đó. Về cái vùng này xưa mình thổ địa ở đây. Thổ địa mà mấy chục năm rồi, nhớ gì nổi. Nhà mình bây giờ sắp sửa thành thổ địa đi Bon rồi. Không thèm đi Koblenz, đi Bon để chơi cho đã. Thực ra cái trung tâm của Bon nó cũng dễ hả? Rất dễ. Đây, hình vào đèn than đây này. Rechts fahren in Richtung Bad Berg Zabern, dann in den Kreisverkehr einfahren. Vậy là giờ đường mở mới hả ta? À, đường này vậy mở mới rồi. À, đường trong phố xuống đi đây là vậy mình đi vậy trật rồi. Vậy à, bây giờ làm sao? Kể nó đi. Thì nào chẳng có đường áp đi ghê. Chẳng có đường ao phạt. Đẹp hay là Lem Bẹt nè, nó chỉ hướng Lem Bẹt thôi. Lem Bẹt thì lên chỗ Đan thì ở trên Xin Hạc thì quá gần. Đường này vậy nó mở mới nè, nè nhìn coi mới nè, chứ ngày xưa là đường dưới á. Nó đi ngang chỗ quán của nhà con Quang Mẫn nhớ không? 3,5 km rechts abfahren in Richtung Lemberg. Lemberg. Lemberg hả? Ba cái tư nữa. Lemberg chết rồi. Như vậy là đường này mới mở rồi. Ngày xưa đường cong rồi vô trong phố nè. Tự nhiên nó mở đường mới với đông xe. Mở đường mới. Nên là xe mới đông vậy chứ. Chưa hẳn là tại là người đây đông. Anh nhìn coi mấy cái đất còn đỏ đỏ nè. Nhìn coi. Này mới này chứ ngày xưa là đi trong phố á, giờ tách cái phố ra rồi.
về cái sự thay đổi thấy không? Rất đẹp hay là đẹp đẹp. Tắt cái phố ra rồi, ngày xưa đi trong phố anh mới không nó nhìn cái vạch đường mới để cái hàng rào nó nhìn thấy nó trắng bách cái này rồi. Đây này như đất cầm đỏ này, trắng bách cái này nhiều đâu. In 1,5 Kilometern rechts abfahren in Richtung Lemberg, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Okay. Vậy là mình sẽ quẹo đây rồi, quẹo hướng Lam Bẹt nè. Rồi sẽ đi. Đã vào đường chưa? Đấy, 500m. Ờ, à, đúng rồi. Rechts abfahren in Richtung Lemberg, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Rechts abbiegen auf die K36, dann in die nächste Straße rechts abbiegen. Oh, in Lemberg, 9 Kilometer. Đường này đại vắng cửa rechts rồi. Abbiegen auf die B10. Tự biết sao cái đường kia nữa. Cái gì? Rechts abbiegen bây sao lại kỳ vậy ta? Kệ nó đi, cứ đi đi xem. Đâu? Trăm mười mấy trăm lên đau hả? Ồ. Không có đi lên đau, không có ra lên đau đâu. Ồ, đây nè. Nó kỳ vậy. Đừng có nói là bị ấy nha, bị đi nhầm nhé. Chắc đi quay lại hướng nãy rồi. Đây nè, B427 nè, đúng rồi. Quay lại cái chỗ nãy mình không quẹo đó. Bây giờ đi quay lại cái đó. Ồ, chà. Nhìn cái biển này biết là mình nhầm rồi. Mà may là có chỗ này cho mình quay luôn nhưng mà to chứ. Lâu đi giờ nó mở đường mới, mình cứ đi sẽ nhắm cái đường cũ không à. In 3,5 km rechts fahren auf. Đường xa khiếp nhá. Cây cối úm tùm à. Rechts fahren auf die B427, dann in den Kreisverkehr einfahren. Oh. 407, ja, đường 407, ja, 427. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die B427 fahren. Chỗ này chỗ mới nè, thấy không? Đi mà xin đây là Sunspot nè. Sunspot cái này là cái làng nhỏ xíu hả? Dan nè, đây nè, Dan 7 cây số nè, phải qua Dan. Đây con đường này đường mới nè, đó. Ồ, và nó làm đường mới mấy chục năm nữa làm đường. In 400 Metern rechts abbiegen in die Hauptstraße. Cái xăng này cũng mới luôn nè. An der Ampel rechts abbiegen. Hinter Valentin, hä? An der Ampel. Rồi làm sao? Rechts abbiegen. Rồi làm sao? Đi vào làng rồi làm sao? Rồi Lemberg à? Lemberg này lộn xuống à? Der B427 folgen. Đi dẫn đường cũ. Đường cũ, đường làng ngày xưa. Nè, nhớ không cái đường Inter Valentine đi thẳng hoài về Dan, đừng nhớ tới đây tôi nhớ đường này. B427
bây giờ những nhà này vẫn y chang như ngày xưa không à, đi thẳng đúng rồi, đi qua tới chỗ căn cứ ngày xưa của Mỹ ngày xưa đó, thẳng ở trên này nè. Đây là cái làng này Hinton Valentine, ngày xưa hoang bẩn ở đây nè. Tới đây tôi nhớ rồi, hình dung ra rồi. Vì giờ con đường kia là nó mở ra nữa, nó không có đi nó tách con đường B10 ra, chạy vô phố hồi xưa đường B10 có khúc nó đi ngang qua anh Valer á, nguy hiểm lắm. Như vậy là cái con đường tại sao đường phía đông là vì nó cái con đường nó mới mở nó đi anh Valer, cái chỗ mình ở bên kia là anh Valer. Nó nhìn thấy con cái nhà cũ là mình nghĩ đến cái vụ sụp hotel ở đâu đấy, nhà nó cũ quá này. Nhớ cái vụ mà xưa hút đít thằng kia ở đây nè, hình trời quan thay rồi tôi còn nhớ thằng nhanh nhặt rút luôn là cái ra đang chạy nói chuyện gì nè, nó dừng nó sao cái mình tông đít cái chút xíu xíu rút cái phòng là nó làm luôn, chỉ chạy một đường chừng chút xíu chừng 5-7 phân mà nó rất chuyên nghiệp. Xe của nó xe mới nước người nó chả sợ cái mê em gì đấy, cái rừng bị chưa sao thì bị đó, cái này hay là nó có bảo hiểm nó trả cho nó trả sợ. Đây rồi 6 cây nữa về chỗ Đan rồi. Okay. Chỗ này ngày xưa đi hoài đi rồi, mình đi xem đường này hoài. Đường xanh mà mát thế nhỉ. Chưa. Không kể. 5 cây mấy nữa, 6 cây. Xong rồi đi về gần mà ở nhanh. Từ đó lên chừng 2 cây nữa đi lên chỗ sinh hạt, 2-3 cây nữa. Đức thì hình ảnh người đeo ba lô đi mình đi bộ hình ảnh rất là thân thương. Đây Đức ở đâu cũng rừng hết trơn trời thấy không, cây cối quá trời luôn thấy không. Trái ngày xưa là căn cứ quân sự của Mỹ. Ngoài không phải nhức chỗ này, giờ nó nhức đi lâu rồi nhức. Ngoài đi năm ngoái sang trung tuần là không bị nhức, lại bị nhức lại. Ngồi lâu nữa nhức. Nó không tập là chết. Tập chỉ cần đi về nói viết thôi nó đã nhức. Đan rồi này, đan rồi này. Sắp tới rồi, ba cây nữa. Đan. Đấy, bên trái á, đằng trước á, bên trái á, từ nãy chỗ kia tới chỗ đây nè, căn cứ quân sự của Mỹ. Cái bà nào mà, bà Ly nào ở đâu nhỉ? Ở đâu Ly mà? Ở Landstuhl. Chỗ này ngày xưa nè, rộng lắm, trong này nó rộng lắm, bây giờ bỏ rồi, căn cứ này giờ bỏ rồi. Sắp về quê tới nơi rồi, sắp về quê mình rồi. Về ghé trở ra ghé Penny Mart hả? À đúng rồi. Phải không? Đúng. Penny Mart khúc này trên này nè. Trên này tới Penny Mart rồi, khúc mà trở ra là mình tới. Tôi xem có cái giấy đen đen tôi mua rồi cho anh nè. Mình lau đủ thứ không vậy? Thôi không mua cần nó đâu. Mua cái để lau ô tô không? Hay. Không có đâu. Không cần thiết phải lau, em cứ tàu lau không, tôi nó không cần mà. Có mua thêm cái giấy nhà bếp á, giấy rửa, giấy lau miệng á, chườm miệng á. Hồi xưa này nhà này kia nhà dành tị nạn này nhớ không? Khu nhà này nè, hồi xưa là tị nạn đấy. Bây giờ đâu có
làm gì những người giờ gì đây. Mình biết là ở đây bên địa mạc nằm bên này nè, là mất tiêu rồi. Không bảo thì thôi, nãy không mua giấy tôi chả bảo. À giờ kích cái giấy em ơi, nè kích rồi nè, bên địa mạc cũng dẹp rồi, sơ đây nè. Thôi thôi vào đi. Đây nè, dẹp rồi, giờ thành kích rồi. À đây đây, bên địa mạc đây. À, chút quay ra à, ghé trước mình nè. Kích để mở sau này. Đó, thành phố Đan á. Ngày xưa tụi này ở đây nè, ở đây cũng gần chục năm rồi. Giờ lâu lâu trở về con đường này thấy là giống như đường nó bị hẹp thôi em ha. Ôi, quá đường dẫn sao thấy phải đông người quá, đông người thêm, có lượng người đông thêm. Ngày xưa vô này nè, bao phát mạc giờ vẫn còn nữa. Đây này ở nhà thờ trung tâm cái làng á. Ở nhà thờ là trung tâm à. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Dạ. Dạ, chỗ này tôi thuộc quá này, không phải nói nữa. NKD ngày xưa mình vào đây. KD NDK. Mình đã đọc cái NDK NKD đấy. Cái đầm đẹp thế. Đây, trước mình là tới trung tâm làng rồi đó. Đấy, khúc này trung tâm đó, nhà thờ đó. Thấy không? Cổ kính phết đi, nó nhỏ. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und in die Weißenburger Straße fahren. Anh còn nhớ chỗ không? Đây nè, đường đi vô, đây nè, Aren đó, quẹo phải. Không có, đi đây, đi, đi đâu đi. Đây nè, vô Aren quẹo đây. Chút nữa mình vô đôi đường. Không có vô làm gì hết. Không, lúc quay ra đó. Quay ra không vô. Không cần đâu mà quay. Không có làm gì đâu. Vì sinh hạt bây giờ rồi. Thời gian. Đây đường mình nè. Den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und in die Weißenburger Straße fahren. Bây giờ đây đồng 6, xuất ra đồng 75. Tới xin cái chỗ này ngày xưa đi làm nữa nè, hãng giày á ngày xưa á, cái bên phải này nè hãng giày, cái bên trái với bên in 2,5 km links abbiegen auf die K41. Ngày xưa tôi đi xe máy ở đây này, có xe máy bán sao bán thì bán được mấy trăm nhỉ? Quên mẹ rồi. Ừ, quảng cáo mãi. Mấy trăm một cái, 200-300 như nhiêu. Không, xưa bán còn tiền đôi xe mạc. Ngày xưa như là 600 đôi xe mạc hay sao? Đấy, kỷ niệm đi xe máy đi. Ngày xưa mua như cái xe đó mua 3.000 hay sao? 3.000 đôi xe mạc. Đi xong một sang gặp Pháp chơi là kinh. Liều mạng một mình dám đi. Đi chơi tá lả đi. Đi đi người ta gọi là không biết sợ là gì. In einem Kilometer links abbiegen auf die K41. Quẹo trái nó vô tới rồi. Quẹo trái nó vào trung tâm. Vào cửa tiệm xem có gì mua xong nói chuyện bà xem sao. Xin nè. Đấy có đường tàu, tàu gì đấy này. Đường tàu nội địa gì rồi. Trước đây mình có đường tàu. Tàu nhà máy, nhà mẽo gì chứ. Cao, mua bán này.
links abbiegen auf die K41. À, đây, nó đây, con đường này, con đường nó không có nổi bật, không có rõ ràng cả, nó nhìn nó cứ mờ mờ đi. In einem Kilometer erreichen Sie das Ziel, Hauptstraße 4. Das Ziel liegt rechts. Vô trung tâm thôi đúng không? Bây giờ bà ở gần trung tâm đúng không? Nhà bà ở Hauptstraße, ngay trung tâm, ngay chỗ người ta bán hàng vậy. Trung tâm xưa tôi nhớ, tôi đi hôm mà trời rất lạnh. Đường này có cái gì cũng không thấy gì phát triển à hả? Đường này giống như đường nhà quê ấy. Nhà cửa đâu mọc lên nhiều hơn đâu. Cái đấy làm gì? Đấy, cái chỗ cái nhà thờ nhỏ nhỏ trước á là cái trung tâm. Ở Bình Đức mà tới cái làng nào mà có cái nhà thờ thì nhà thờ đó là nằm ở trung tâm. Bất kể ở thành phố nào vậy, nhà thờ là lấy nhà thờ là cái trung tâm. Từ Bắc chí Nam đến Đức là vậy đó. In 300 Metern erreichen Sie das Ziel, Hauptstraße 4. Das Ziel liegt rechts. Chị bà nhớ gần trung tâm không? Trung tâm á. Giờ khác lạ mấy chục năm, là ba mấy năm, được 40 năm. Vậy cái gì cũng thành quá khứ ấy. Đất trước rồi. Chỗ này là gần đây. Đây là Mekerey kìa. Đó. Đâu đó? Đấy, Mekerey kìa. Pension kìa. Vậy là của bà, của nhà bà Schreiner rồi. Ừ, thì giờ tao lấy tên khác kể nó, mình vô đi mình hỏi người ta cũng được rồi. Cái nhà này xu rồi. Cái nhà này xu rồi. Có phải không? Xu hết rồi. Đấy, hỏi xem có không. À, từ đây xưa đây nè, giờ xu lại nhà không bán nữa rồi. Bây giờ lại có, bây giờ có người bán rồi à? Như vậy là mình đậu xe đây rồi xong vô. Mình rẽ đi, mình rẽ vào đi, rẽ vào rẽ lại ngược lại đi. Vâng, tới chỗ nào? Vậy là Mercury đó không còn nữa rồi. À, đương nhiên thì nó trước là xuống đây xu mà. Còn Mercury mới rồi thì mình không biết à. Lại nó xu hao. Ngược lên lộn lên là hết đấy, hết đường ấy. Có đường không? Ờ, rẽ lên đi, chỗ này đánh chỗ nào anh đánh đi. Rất ok, không có gì nữa. Chỗ nào rộng rộng mà gieo đít vô quay đầu lại. Nhà đi Thanh Bình quá nhỉ. Đi đi vô rừng rồi. Ok, đây, trong rừng đây, rẽ vào đây đi, rẽ vào đây đi. Cây này to phết này, tán rộng to rành. Vậy là ngày xưa mình xuống cái nhà ấy không người ở, bây giờ có người ở rồi. Cái nhà đó, cái cửa hàng đó sửa lại là nhà ở rồi. Đúng rồi. Bây giờ không còn bán nữa, chỉ cái tường tường nó ghi cái chữ Mekerey là cái tiệm bán thịt ngày xưa thôi. À, có xây những nhà mới. Bà giờ biết bà còn sống rồi, bà chết không, rồi. Chắc chết. Đấy, tại vì dù sống phải làm. Vậy giờ con gái đâu có nói nghiệp bả đâu. À, có không? Con Nico thì nó vẫn nói nghiệp, nó vẫn làm nghề này nhưng mà không biết bây giờ nào, không biết. Đây nè, chỗ này nè. Nó cái gì xưa con đấy nó ở đây mà. Để vào đây đi ngủ ở đợi dài đi. Thằng cứ bây giờ là con rể bà ấy ở đây, ở cái nhà này trông đẹp nhỉ. Rồi xuống hỏi xăm gì đi. Thôi đi đi, cô ấy ngồi đi.